Chị Hồng Loan tới nè cô chú anh chị ơi. À, anh Hải lái ha, bữa nay em thấy có bé Ken cả nhà. À, bé Bun nữa kìa. Bé Bun luôn. Bé Bun. À, hello bé Bun. Hello bé Ken. Có người nào quen không? Có. Đây có một bà chị. Dạ em chào chị. À, phía chị đây đó. Trời ơi, người quen nữa. Bé Ken ngồi phía trước ha. Bé Bun có đi, bé Bun có đi. Này có anh Hải nữa nè, cô chú anh chị. Dạ. Em chào anh Hải. À. Đây là anh Hải cả nhà. À, bé Ken nè, bé Ken nè. Bé Bun thì xuống là xuống xe luôn nè. Còn bé Ken thì phụ không? Phụ ôm đèn cày vô nè. Đó. Chị ạ. À, anh giờ xe. À, không biết là chị xuống đây chị đem cái theo cái gì mà cúng cái gì, em thấy là có 2-3 giỏ sách luôn của chú anh chị, rất là nhiều ha. Đó, để mình để đi qua bên đây để em chia sẻ cho cô chú anh chị thấy cho nó dễ cả nhà. À, chị Hồng Loan đang thắp hương lau bàn thờ. Nhảy đi bé Bun. Cái điều đầu tiên mà chị Hồng Loan xuống đây là đều là lau bàn thờ trước tiên cả nhà. Đúng rồi. Nhảy à. Đó, chị Hồng Loan đang lau bàn thờ cùng với cô chú anh chị. Mẹ Bun rất là cưng luôn với chú chị ơi. Anh Hải đang đi vào cả nhà. À, anh Hải ha. Ở trong bên sau là em phải coi ăn ở lại hoặc là chưa tới. À, hầu như biết là chị Hồng Loan mỗi lần lên là biết luôn là chị Hồng Loan là chắc chắn sẽ làm thờ, sau đó là thắp nhang và đi thắp nhang vòng vòng. Hôm nay chị Hồng Loan đem rất là nhiều đèn cày lên nữa cả nhà, đem đèn cày lên bắt năm là ba chị Hồng Loan. À, bé Ken thì lúc nào cũng hăng hái năng nổ. Hỗ trợ mẹ ha bé Ken. Trong cái việc lau bàn thờ mẹ với lại là nhà của ông ngoại. Còn bé Bun thì ngoài kia thì đang nhảy. Đang nhảy múa ở kia. Kia anh Hải. Hôm qua thì anh Hải với lại chị Hồng Loan cũng đi tham dự cái live show của anh Hải. Linh. Tối nay chị Long mở là show rồi chị Long. MV. Tối nay là MV. Tối nay đúng rồi, tối nay là MV. Hình như là 18 giờ đúng không anh? 18 giờ 30 hả? Chị Long ơi, cái MV này chị có hát không chị? Có mà. Trời ơi, quá hiểu ai, tối nay chắc đợi coi quá. Nói với bộ hỏi gì chứ biết chị có hát rồi. MV nghe mọi người ha. 6 giờ anh, 6 giờ chiều. Ken nha mọi người. Ta đang bộ tính cần đó. Ken. À lát gì hỉnh cái bữa đúng rồi chị, cũng mấy ngày rồi. À. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở cái dừa tự nhiên nó bung nước hả? Bung nước hả? Ủa nó hiểu gì vậy? Cái dừa tự nhiên nó vô tự bung luôn hả? Ủa sao lại vậy trời? Gà nó bung rồi cái gì hả? Không nhưng mình kỳ lạ là mà mình bất ngờ là gì lạ. Nè nè nè, thầm thầm cái này vô đây nè, đem đến tao. Cái này cái gì vậy?
giấy đó chị. Được rồi, chị. Báo gì nữa? Anh Hải thì đang đẩy đèn cày vào đó nha. Đi đâu, đi đâu? Lao. Lao lao cái gì? Lao ngoại. Lao ngoại hả? Trời ơi, đang lao ngoại nè, bé Ken nè cả nhà. À. Bên đây là bé Ken. Rồi lao lần lượt Ken lao lần lượt cho em. Lao nhảy luôn, vậy lao nhảy luôn. Lao nhảy luôn. Lao 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 lại đi bun nhảy coi nhảy sao ngồi nhảy được luôn hả? Trời ơi, ông ngồi ông lắc cái đít kìa. Kéo quần lên kìa. Trời, kéo quần lên quần nguy tụt coi kìa. Vừa lao bộ cho ngoại mà vừa nhảy luôn nha. Trời ơi, dòng kìa. Vừa lao vừa nhảy luôn. Không muốn ngoại cái coi. Ôi ơi, hôn ngoại cái luôn. Ngoại luôn ha. Đây mới là hốc môi nè. Đó, đây mới là hốc môi nè. Buông đây nè. Á, trời ơi. Kéo quần lên kìa. Lao có khi nào cục quần ông lao ghê không? Ổng lao gì không? 37, 21. Ken lao kỹ không? Bôn chú hỏi nè, cái con cái gì hình dáng con voi của chú đâu rồi? Quên nữa rồi. Bôn ở nhà con đi học con tên gì Bôn? Hả? Nhà đi học tên gì? Đăng Nguyên hả? Trời ơi cái tên gì mà đẹp hết hồn luôn á. Tên gì mà đẹp dữ vậy? Đẹp dữ dằn vậy. Đăng Nguyên. Để cho thấy cân cho. Trời ơi. Ê cảnh làm kìa. Không ngoại cái coi. Không ngoại cái coi. Không có coi. Trời ơi không luôn, không luôn. Ô là trời. Căng quá, căng quá đây. Trời ơi là trời. Chịu đời sao nổi đi trời. Giặt nước luôn kìa. Tôi muốn hôn một cái quá à. Ở nhà đi học tên Đăng Nguyên nha cô chú anh chị. Tốt chị. Nghe nghe tôi gọi giờ chị. Ở nhà tên Đăng Nguyên đó. Ủa bố đẹp quá vậy, bữa nay dỗ quá trời coi. Ôi. Dễ cưng à. Ông nhảy luôn rồi. Nhảy luôn vừa lao vừa nhảy luôn. Lao vừa nhảy luôn à. Lao vừa nhảy luôn. Ôi giữ vậy ta, trời ơi. Ngại quá. Giữ luôn. Ken. Bữa nay hai anh em lao bộ ngoại nè. Đà trời. Ba tên gì? Ba Ken. Sao quần nó quay vậy? Nhảy sao mở đồ quay vậy? Bữa nay mặc cái quần đã không? Bữa nay mặc cái quần đã quá.